6 lợi ích không ngờ của việc giảm cân. Thời kỳ đỉnh điểm của tôi là 72kg. Và đây là cái áo mà ngày đó 70 mấy kg tôi có mặc. Mọi người có thể xem lại ở đây. Và đây, ngày hôm nay tôi cố tình mặc lại cái áo này. Ở thời điểm này, trời ơi, ngày xưa đã bắt đầu tướng tá không ra gì về đặc thích mặc áo bó. Nhưng mà thật ra thời điểm đó tôi thấy bình thường nha. Và tất cả những mọi người xung quanh đều thấy rất là bình thường. Ngay cả vợ tôi cũng thấy rất là bình thường. Cho tới khi mà nhìn lại cái bức hình cũ đó, hả? Hồi xưa nhìn thấy ghê quá vậy. Và một cái chân lý mà tôi nhận ra là hầu hết mọi người đều không nghĩ là mình mập cho tới khi mình ốm. Thiệt sự ở thời điểm đó tôi không nghĩ gì về chuyện giảm cân hết. Không có nhu cầu giảm cân để mà mình tự tin hơn, tại vì tôi rất tự tin. Thậm chí mọi người còn khen mỉm mỉm dễ thương nữa chứ. Và rồi tôi giảm cân được trong một cái sự cố ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng về sức khỏe, đã từng có chia sẻ lên trên kênh. Có một cái ngày mà cũng là có cái dịp quay video clip trên kênh của anh giống vậy nè. Chúc mừng các bạn đã thật sự có mặt đúng giờ và tham gia buổi training này. Tự nhiên sau khi quay xong thì anh cảm thấy bị khó thở. Mà khó thở quá không biết có tắc thở không. Thì khi đó tôi đi tìm cách để lấy lại sức khỏe của mình. Và vô tình nhận được một tác dụng phụ là cân nặng nó cũng giảm theo đó, để nó đưa về trạng thái cân bằng như ngày hôm nay. Và qua nhiều năm sống với một cái cơ thể mới, càng ngày tôi càng nhận ra thêm là nó có những lợi ích mà mình không ngờ trước đó. Chỉ khi nào mình trải qua mình mới thấy là sống với một cái cơ thể ngày hôm nay khoảng 58kg, nó sướng dữ vậy ta. Và mình không ngờ là có thể đạt được giống như vậy. Đó là lúc mà tôi mới suy nghĩ về chuyện sẽ làm video clip này để chia sẻ lại với những bạn mà ngày hôm nay đó mình trong trạng thái thừa cân, thậm chí là béo phì. Mong là có thể thông qua trải nghiệm của mình giúp cho các bạn nhận ra một thứ mà nếu mà tôi ngày xưa cũng sẽ rất là muốn nghe được những cái kiểu này sớm hơn. Là vấn đề về cân nặng nó không chỉ là về vóc dáng, nó không chỉ là về ngoại hình, nó không chỉ là về sự tự tin. Thì các bạn hãy tự tin dù mình cân nặng bao nhiêu. Đó là thứ mà mọi người luôn nói. Nhưng mà tôi thấy là nó vượt ra xa so với ngoại hình bên ngoài. Nó có rất nhiều những lợi ích khác, thậm chí là mình né được những cái thứ độc hại tiềm tàng khác trong cơ thể của mình mà đôi khi mình không nhận ra. Xin được chia sẻ với mọi người 6 cái lợi ích bất ngờ mà tôi nhận được khi tôi giảm cân. Lợi ích số 1, dễ mặc đồ hơn. Nói cái khác, mặc đồ đẹp hơn. Đây là thứ quá hiển nhiên. Và ngày xưa lúc mà vợ tôi hay coi mấy phim Hàn Quốc á, mấy diễn viên này mặc cái đồ đẹp ghê, mặc áo sơ mi nè, đơn giản vậy thôi. Để bữa nào em kiếm em mua cho anh mặc. Anh thấy cũng ghê, cũng đẹp á. Mua về không, mặc vô xong sao anh mặc nó không đẹp ta, kỳ vậy ha. Chắc là phải phù hợp với cái style nào đó. Vậy hả, anh cũng thấy không được đẹp lắm. Sao ta, mình thấy ngoại hình mình cũng không đến nỗi nào ha. Cái là lựa, chắc là anh họ không hợp với style này. Em thấy đừng lo, em coi nhiều phim Hàn Quốc lắm, có mấy người ta mặc đồ đủ loại style khác nhau hết trơn á. Hay là áo thun kiểu này, hoặc là áo thun kiểu hoodie, hoặc là áo thun kiểu tay dài tay ngắn, áo sơ mi kiểu rộng, kiểu bó ôm, thử đủ kiểu hết trơn. Kỳ ha, cái dáng người nó khác, mình phải tìm ra cái style của mình thôi. Vợ anh bỏ cuộc luôn. Anh cũng bỏ cuộc luôn, thôi mặc mấy kiểu bình thường được rồi, quan trọng lắm đâu. Cho tới khi mình giảm cân lại và bắt đầu nhìn ra là trời ơi, cái áo này mặc vô tới là rất... Ủa sao giờ kiểu nào mặc vô cũng hợp hết trơn vậy ta. Quan trọng không phải là style, quan trọng là mập hay ốm. Ngày hôm nay thấy mặc đồ rất là dễ, đi vô lựa đồ cái gì cũng dễ hết trơn. Quan trọng là mình muốn kiểu nào thôi, còn mặc kiểu nào vô thấy cũng ok. Chứ hỏi vợ này được không? Được. Kiểu này vợ góp ý đi, được không? Được, chủ yếu là thích cái nào thôi chứ mặt nào cũng được ok hết trơn á. Đúng là cái cân nặng nó giảm xuống vừa phải, mặt cũng dễ chân hơn. Nhưng ngày xưa mình cứ nghĩ là do style stick rồi này nọ, do bị mập thôi. Cái mà tôi nhận ra với bản thân của mình. Và một cái nữa nè, một cái rất là vui khi mà đi may đồ cũng chia sẻ với mọi người, đó là cái quần này đó. Ngày hôm sau biết lý do vì hôm nay mặc quần tây, vì tôi rất ít khi mặc quần tây, lâu lâu có dịp này dịp kia mới mặc thôi. Bởi vì đó, cái chỗ này nè, lúc mà may quần tây thì cái chú may đồ, chú có hỏi là con muốn quay kiểu nào, kiểu không có dây nịt hay là kiểu có dây nịt. Là sao chú, lâu rồi con không có may đồ. Nó sẽ có một cái kiểu giống vậy để mà có dây nịt ở đây để mà cột lại. Thì cái kiểu hiện đại ngày hôm nay nó như vậy đó con. Chỗ đó ngày xưa có may đồ vest. Chú đấy giảm cân giống như vậy rồi, hay là chọn cái loại mà không có dây nịt đi. Bởi vì đối với cái người thông thường chú may á, họ không có sự lựa chọn. Lấy tôm rồi tới đây nó vậy nè, nó bụng nó vậy rồi. Thì nếu mà cái loại này thì phải may rộng lên, mà may rộng lên thì cái chân nó bó không có đẹp. Nếu muốn may vừa thì không bao giờ có thể lựa được cái kiểu này. Họ bắt buộc phải làm cái loại mà có sỏi dây nịt vô để may cái quần rộng ra hơn một xíu, quần ống ra hơn một xíu để có thể siết lại. Cái này chỉ có ai mà eo bình thường nó như con được á thì thôi làm cái đó đi. Hay, lý do hợp lý. Tôi cũng không biết là style nào hợp rồi, hiện đại hay không. Chốt sale luôn chú ơi, làm cho con cái loại mà không cần dây nịt. Để mỗi lần mình mặc vô mình nhắc cho mình nhớ là cái thời mà ấy giống như vậy đã qua rồi. Thì đó là thứ một cái kỷ niệm rất là vui nữa, mình nhìn thấy được là ăn mặc dễ dàng hơn rất 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 là nhiều. Lợi ích bất ngờ số 2,
nhẹ nhàng, thanh thoát, năng động hơn. Dĩ nhiên là cơ thể tự nhiên bị dục ra bớt 15kg. Đi lại, di chuyển, làm những cái hoạt động hàng ngày, vui chơi, đều cảm thấy người mình rất là nhẹ. Trời ơi, một cái cảm giác rất là sướng. Không bao giờ có thể cảm nhận được chuyện này. Giống như việc là mình đem cái ba lô á. Tôi có nghĩ là trong ngần ấy năm, ngày nào tôi cũng có đem một cái ba lô nặng 15kg bên người. Đi làm, mình cũng mang ba lô đó đi. Tập thể dục, mình cũng lúc nào cũng vác cái ba lô đó theo. Và nếu thật sự có một người làm như vậy, mình sẽ cảm thấy rất là kỳ cục, đúng không? Ủa sao mày vô làm rồi mày đeo cái ba lô chi cho nặng vậy? Tháo ra dục xuống đi cho nó nhẹ nhàng. Tại sao mình lại đeo cái ba lô đó như vậy trên người của mình ta? Thì đó chính xác là cái cảm giác tôi có được, là cởi xuống. Người nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng cùng cái những hoạt động thông thường, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, năng động hơn rất là nhiều. Đó là lợi ích số 2. Lợi ích bất ngờ số 3. Có sức để tập thể dục thể thao. Mọi người thường hay nghĩ là mình tập thể dục để có nhiều sức khỏe hơn. Cái trải nghiệm của tôi và những thứ mà tôi tìm hiểu thì nó lại có cái thứ ngược lại, là mình có nhiều sức khỏe hơn thì mình có thể có sức để tập thể dục thể thao tốt hơn. Bởi vì ngày xưa khi mà tôi tập tôi môn boxing hoặc là lâu lâu đi đá banh với anh chị em, mong mệt lắm. Hay là ủa sao mình mới chạy có xíu 15 phút mà mình mệt ra sân rồi, chắc là do tuổi già. Tại vì mấy đá với mấy bạn rất là trẻ, hai mấy đôi mươi không à, chắc là do tuổi già của mình nên là mình mong mệt. Rồi tập boxing cũng vậy, tôi rất là thích tập và tập liên tục ở thời điểm đó là cũng khoảng 5-6 năm rồi, và tập xong cũng mong mệt lắm, không có tập hết những cái động tác như mình mong đợi. Khi mà cân nặng tôi giảm xuống, quay trở về, tôi thấy là wow, tự nhiên mình tập thể dục thể thao được khỏe hơn rất là nhiều. Trời ơi, đánh hoài không mệt luôn. Mình bắt đầu tập những động tác khó hơn. Và đấy là thứ mà khẳng định lại cho tôi một cái niềm tin mà đã chia sẻ với mọi người, đó là với trải nghiệm chính mình, cái việc quan trọng nhất là ăn uống vào trong cơ thể của mình khiến cho mình healthy. Và rồi khi mình đã healthy rồi, cái việc mà tập luyện thể thao nó sẽ giúp cho mình healthier, khỏe mạnh hơn nữa. Thì đó là trải nghiệm của mình khi mình có cái cân nặng giảm xuống, mình khỏe hơn, mình tràn đầy sức sống hơn, và rồi mình có sức hơn để mình có thể tập những môn thể thao mà mình rất là yêu thích. Lợi ích bất ngờ số 4, ít bị chấn thương hơn. Cũng quay về câu chuyện thể thao, là đã có thời gian mà tôi hay bị chấn thương lắm, mà đặc biệt cái thời gian đỉnh điểm nhất là bị chấn thương ngay chỗ cái thắt lưng này luôn nè. Một cái ngày tôi vẫn còn nhớ luôn, là tôi làm động tác là hít đất thôi, thì sau đó là bị đau cái thắt lưng này, thậm chí có những cái giai đoạn mà không ngồi dậy được luôn. Trời ơi, và phải nghỉ tập boxing sau đó cả tháng trời, mà không biết là vì sao hết. Đi khám này khám cái kia cho tới khi mới đi trị liệu, rồi những cơ xương khớp mãi một khoảng thời gian sau nó mới lành. Sau này tôi nhận ra là do là nguyên cái hệ khung xương của mình, thì về cái cân nặng cơ bản thì nên khoảng 57, 58, 59kg, mà tự nhiên mình vác lên trên đó 72kg, thì lúc nào nó cũng phải đè nặng lên cơ thể của mình. Giống như vậy thì cái xương khớp rất là dễ bị chấn thương. Khi mình đưa cái dàn khung của nó như này, giảm bớt cái áp lực lên nó, vận động thoải mái hơn, tập luyện hơn mà nó không có gây áp lực lên cái khung xương của mình, tự nhiên mình cũng sẽ ít bị chấn thương hơn rất là nhiều. Và trong từ suốt từ đó thời điểm đó tới giờ tôi hầu như không có bị những cái chấn thương lặt vặt giống như vậy nữa. Thì khi đó mình sẽ an tâm hơn tập luyện hết sức mình, và thậm chí đồng chí an tâm hơn mà vẫn còn cái cơ hội để tập luyện. Bởi vì tôi biết có một vài người bạn, thậm chí là những bạn nhỏ tuổi hơn mình, không còn tập những môn yêu thích của mình được nữa, bởi vì bị đau. Nhưng có bạn là rất là thích đá banh nhưng mà bị đau khớp gối, và cho dù chữa này chữa kia đi chăng nữa, và thậm chí bác sĩ cũng khuyên luôn là do cái cân nặng của em nó nặng quá, nó tạo nên cái áp lực cho cái khớp gối này, và tổng là em đi đá banh thường xuyên nữa thì không thể nào chịu nổi được. Nên bên cạnh là thuốc thang hoặc là cái này cái kia, trong ngắn hạn em không giảm cân thì em không thể nào mà tránh khỏi những chấn thương nhiều về cách lâu dài được. Thì thậm chí là nó họ không thể nào duy trì được những cái môn thể thao mà mình yêu thích luôn. Lợi ích bất ngờ số 5, có cho mình một cái sức khỏe rất là tốt ở bên trong. Tôi bắt đầu hiểu hơn vì sao mọi người nói mình cái cân nặng vừa phải mình sẽ khỏe hơn. Vì sao mà cái việc mà mập, thậm chí là chuyển qua béo phì, nó không chỉ là vấn đề của dáng vẻ bề ngoài, nó còn là dáng vẻ của bệnh tật. Nếu các bạn biết là nó béo phì mà gây ra rất là nhiều những hệ lụy khác nhau, liên quan tới tim mạch nè, liên quan tới tiểu đường nè, liên quan tới, nếu các bạn search cái này là có rất là nhiều nơi đã nói về chuyện đấy rồi. Nhưng khi mà mình không trải qua mình sẽ không thể nào hiểu về chuyện đó được. Chưa kể tôi có một cái trải nghiệm nữa, là cái thời điểm mà ba mẹ bị mắc Covid, ở cái giai đoạn đỉnh điểm của Covid luôn á, và ba mẹ tôi phải được đưa vào bệnh viện. Và ba mẹ tôi có kể là nằm kế bên có rất là nhiều người họ nó đã có tiền sử là béo phì, thì khi mà mắc thêm Covid vô nữa nó rất là dễ xảy ra những biến chứng khác. Và rồi cái khó khăn nữa là gì, khi mà y tá tới mà muốn lấy máu hoặc là muốn tiêm rất là cực, tại vì cái cơ thể của họ mập lên quá nên là chích vô không chích được, và gây rất là nhiều vất vả cho cái đội ngũ y tế. Tôi mới bắt đầu hình dung được rõ ràng hơn là
một cái cân nặng vừa phải. Nó không chỉ là về hình dáng bên ngoài, nó là còn là sức khỏe bên trong của mình. Những cái mà khỏe, những cái cơ quan nội tạng ở bên trong cơ thể. Và rồi nếu mình không may gặp phải một cái gì đấy cần phải cấp cứu, cần phải vô bệnh viện, thì bác sĩ, y tá, cả hệ thống nó sẽ dễ thao tác hơn trên người của mình rất rất là nhiều. Và nó mang lại cực kỳ nhiều lợi ích về cái sức khỏe của mình giống như vậy. Đó là lợi ích mà không ngờ thứ 5 mà tôi nhận ra. Lợi ích không ngờ thứ 6 của việc giảm cân. Mình có thêm được cái niềm tin trong việc theo đuổi những mục tiêu lớn của mình. Nghĩa là khi mình có thể giảm cân được và theo một đúng một cái phương pháp, thậm chí là duy trì nó lâu dài trong suốt nhiều năm vừa qua, mình có một sự tự tin rất lớn với bạn. Trước đó tôi cũng không bị tự ti, nhưng mà đúng là khi mình làm được chuyện đó mình thấy là wow. Cái cảm giác của tôi lúc đó là impossible, không ngờ là mình làm được chuyện này. Và mình nhìn vô gương á, mình thấy là wow, đây là cơ thể của mình đó hả, mình có thể có được cơ thể này. Trong lúc tập luyện thể dục mình thấy là gân guốc rồi nó cũng nổi lên, bắt đầu thấy múi nhỏ hiện lên. Wow, dễ để mà mình có được cái cơ thể như mình mong muốn hơn rất là nhiều. Tôi bắt đầu nhớ lại một trong những giấc mơ tuổi thơ của mình, từng rất là hâm mộ Lý Tiểu Long và thấy là cơ thể của mình nó cũng hao hao Lý Tiểu Long rồi đó nha. Mặc dù dĩ nhiên là không thể nào bằng cái cơ thể Lý Tiểu Long một cách tuyệt hảo như vậy rồi. Làm một vài động tác cũng giống giống thần tượng idol. Chỉ một cái việc đơn giản giống như vậy thôi mà khiến cho mình rất là sướng. Nó kết nối mình lại với những cái giấc mơ đó. Mình hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu là mình có một cơ thể giống như thần tượng của mình. Mặc dù mình đã ở cái tuổi gần 40 tuổi rồi, và mình lấy lại cái vóc dáng, cái cảm nhận, cái năng lượng còn tốt hơn cả thời 20 tuổi nữa. Và nó cho mình cái niềm tin là gì, nếu mình tìm ra được một cái phương pháp đúng thì một cái mục tiêu mà mình tưởng chừng là không thể đều có thể hoàn thành được. Vì tôi không có đặt mục tiêu giảm cân, mà trước đó như tôi có kể với mọi người, tôi đã từng đặt ra đúng không, là thời điểm 72kg tôi chỉ mong đợi là nó giảm được xuống còn 68kg, là khoảng 4kg thôi. Và tôi đã tập rất rất nhiều những lời khuyên thông thường như là tập thể dục nhiều lên, ăn uống rồi cân nhắc bỏ này bớt cái kia nha, những lời khuyên nho nhỏ chỗ này chỗ kia. Và rồi cố gắng lắm nửa ký tôi cũng không giảm được, giảm được khoảng 100g 200g mà sau đó nó lại bình thường. Nhưng mà chỉ trong vòng 3 tháng làm đúng cái phương pháp đó, hiểu hơn về những tâm lý của mình, hiểu hơn về thức ăn nó tác động với mình như thế nào, tại sao mình ăn này, tại sao mình ăn cái kia, biết cái cách là ăn đúng mà vẫn ăn ngon. Và hết 3 tháng ngỡ ngàng nhìn lại, trời, mình giảm được tận 15kg. Và trong suốt 3 tháng đó mình không hề cực khổ, ý chí kêu gào hô hào với ai hết. Mà không chỉ là tôi tham gia chương trình đó, tôi có một sự tò mò rất là lớn về cơ thể của mình, rất là lớn về những chế độ ăn uống, rất là lớn về cách vận hành trí não của mình trong việc mình tiếp nhận đồ ăn như thế nào. Tôi càng ngày càng hiểu ra hơn là vì sao mình có thể lấy lại sức khỏe của mình và giảm cân được giống như vậy. Thì ra là nếu mình chỉ còn làm đúng này nó ra được giống vậy. Và đây là phương pháp mình không hề biết trước đó. Nhiều năm vừa qua, 4 năm tới thời điểm này, tôi vẫn là cái cân nặng đấy, vẫn là cái sức khỏe đấy, vẫn là vóc dáng đấy, chứ không bị giống như những cái chương trình ăn uống giảm cân nhất thời là mình giảm xong mình tăng lại, giảm xong mới tăng lại. Tôi vẫn giữ vững được chuyện đấy khi mình có một sự thấu hiểu đúng về cơ thể của mình. Thì đó là thứ mà khiến cho tôi bắt đầu tin tưởng vào những mục tiêu mình đặt ra trong công việc kinh doanh của mình, trong đội nhóm của mình, trong những cái sở thích của mình, trong những mối quan hệ của mình. Là cái này có thể làm được chứ. Đó là cái lợi ích bất ngờ mà tôi có được sau khi mình giảm cân 15kg. Nên là thông qua cái trải nghiệm chính bản thân mình, mong là gửi được một cái thông điệp nào đấy với những cái bạn mà đó ở trong trạng thái thừa cân. Một cái thông điệp mà đó mọi người có thể cân nhắc, suy nghĩ và nhìn ra được những lợi ích, thậm chí là né được những cái hậu quả rất lớn của cái việc mình giữ cân nặng giống như vậy. Và nó không phải chỉ là vấn đề body shaming, nó không chỉ là vấn đề về sự tự tin và yêu quý cơ thể của mình. Hãy vẫn cứ tự tin với những cái mình có, hãy yêu quý từng tế bào, từng con người của mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà rồi mình có quyền đi tìm kiếm một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Và mình làm việc đó không phải bởi vì người khác nhìn mình như thế nào, mình làm việc đó không phải là bởi vì người khác đừng chọc mình nữa, mình làm việc đó không phải chỉ để bởi vì mình đi ra ngoài để mình tự tin hơn, mà chỉ vì lý do đơn giản là mình muốn và mình xứng đáng có được một cái cơ thể giống như vậy. Đó là thứ mà tôi nghĩ ai cũng mong muốn. Mình muốn trở thành một cái better version of myself, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Và nói tới đây, nếu bạn nào thật sự muốn quan tâm và tò mò thêm về cách mà tôi đã có thể đưa cơ thể của mình về trạng thái cân nặng thông thường như thế nào, thì có một cái buổi workshop ở phía dưới này, tôi để link ở đây. Thì trong buổi đó tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn với mọi người là how tôi đã làm chuyện đó như thế nào, và rồi làm sao một bạn khác cũng có thể áp dụng cho bản thân của mình. Và nói trước nha, nếu các bạn mong đợi có một cách giảm cân nào đấy tức thì sẽ không phải là cái buổi đó mà tôi chia sẻ. Tôi sẽ chia sẻ giảm cân với góc độ là
đưa mình về một cái trạng thái cân nặng, cân bằng tự nhiên của cơ thể và làm sao duy trì nó lâu dài. Cái quan trọng hơn phía dưới là thay đổi cái lifestyle, cái lối sống của mình để có được sức khỏe. Bởi vì đó là cách mà tôi tiếp cận. Tôi không phải là tiếp cận với việc này bằng cách là đặt ra mục tiêu là giảm cân, mà tôi đặt mục tiêu là tôi muốn tìm lại sức khỏe. Và rồi sức khỏe mình nó quay về trạng thái tốt nhất là tự nhiên cơ thể của mình nó quay về trạng thái cân bằng về cân nặng. Nên là hai cái đó đồng hành cùng với nhau và thay đổi cái lối sống, cách ăn uống của mình một cách bền vững phía dưới để đạt được mục tiêu về sức khỏe và về cân nặng của mình. Thì đó là cái mà tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Chứ nói trước đó không phải là một cái buổi workshop chia sẻ về bí quyết giảm cân, một cái phương pháp ăn uống nào đó mới phát hiện, rồi sau đó mình phải dùng thêm thực phẩm này thực phẩm kia. Không, đó là một cái buổi mà mong là sẽ được chia sẻ với mọi người cái nền tảng ở phía dưới, cái gốc để hiểu thật là rõ ràng về cơ thể của mình, sức khỏe của mình, cân nặng của mình và làm sao tạo nên một cái lối sống lâu dài và bền vững. Thì đấy là cái mà rất là muốn chia sẻ với những người thật sự quan tâm và nghiêm túc cho cơ thể của chính bản thân mình nghe. Nên có thể nhấn vào đường link phía dưới, nếu mà vẫn còn chỗ trống thì đăng ký và hẹn gặp lại mọi người. Lại không cũng được á. Hey. Nước lọc ngon lắm. Hey. 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 Uống nước chưa? Hey.